Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Thứ ba, vấn đề của những chiếc ghế. Của những chiếc ghế sofa hay là ghế trong khách sạn thường là những nơi bẩn nhất vì á chúng rất ít khi được lau dọn hay là giặt giũ. Trời ơi, chẳng ai có thể biết được là những vị khách trước đó đã làm những gì với cái ghế rồi đúng không? Họ ngồi ăn uống hay làm bất cứ điều gì khác, bạn làm sao biết hết được? Nào là thức ăn, rồi nước ngọt, bia, rượu, rác, rồi ti tỉ những cái dơ bẩn đó đều từng ăn tọa lên cái ghế mà bạn đang ngồi rồi cũng nên đó. Nên là tốt nhất các bạn nữ ơi, đừng có đưa da mặt mình tiếp xúc với mặt ghế nha. Không là bao nhiêu công sức chăm sóc da mặt đổ sông đổ biển hết trơn. Chẳng khác gì bạn đang mang nguyên cái túi rác úp vào mặt của tụi mình đấy. Thôi, nghe ghê quá mọi người. Thôi, nhanh chân chuyển sang phần tiếp theo xem có gì ghê vậy không nha. Vô. Thứ tư, những pha trả thù khách hàng. Ôi là trời, người ta vẫn thường nói là khách hàng là thượng đế, nhưng tôi nghĩ thực sự không phải vậy. Theo ý kiến của tôi nha, thì nhân viên phục vụ mới thực sự là thượng đế nha mọi người, là cha là mẹ không đó. Các bạn có biết vì sao tôi nói vậy không? Nghe kỹ nè, nếu như các bạn mặt nặng mặt nhẹ ha, gây khó dễ với nhân viên phục vụ thử đi, hậu quả có phải khó lường lắm không? Bạn sẽ chẳng thể nào ngờ được đứa nhân viên khi nãy bạn nạt cho một trận lại có thể sử dụng khăn tắm trong phòng tắm của bạn để lau sàn nhà xong. Sau đó họ sẽ gấp lại gọn gàng sạch sẽ để cho bạn dùng, đúng không? Nào, nhớ lại xem bạn đã từng gây khó dễ cho nhân viên phục vụ nào chưa? Ngoài lề ngành khách sạn chốt nha, một cặp vợ chồng ca sĩ X nọ cũng vì đến nhà hàng và yêu sách đủ điều với nhân viên phục vụ, cho nên người nhân viên này cay quá đã nhổ nước bọt vào chén súp rồi bưng ra phục vụ cho vợ chồng này đó các bạn. Các bạn ơi, đừng có dại dột mà đắc tội với nhân viên phục vụ nha. Còn giờ tiếp tục khai quật những bí mật của khách sạn tiếp nè, con có rùng mình nữa không? Thứ năm, bí mật của những xô đựng đá. Đó, nghe tới đây là hay mệt rồi đúng không? Trong một số khách sạn thường xuyên có những xô đựng đá để mà khách hàng có lúc cần thì có thể dùng đến.
Đây. Thứ 8, khách sạn rất mong bạn lấy những đồ vật có logo của họ về. Ủa chi trời. Đây các bạn ơi, có một nơi rất là mong muốn các bạn lấy đồ của họ về đi. Đó chính là khách sạn. Nhưng mà tất nhiên đó chính là những món đồ có logo của họ mà thôi. Các bạn có biết vì sao vậy không? Chiến lược marketing cả đấy. Những chai dầu gội hay là sữa tắm hay là cái bánh răng in logo của khách sạn mà bạn mang về nhà thì đó cũng là đang giúp họ quảng cáo cho khách sạn đến với những người khác rồi đó. Chiến lược này khá là thông minh chứ đúng không? Mang chính khách hàng của mình ra để mà quảng cáo cho mình, đúng là cao thủ mà. Nhưng mà chỉ những thứ có in logo khách sạn thôi nha. Áo choàng, khăn tắm thì khác đó nha. Có một số khách sạn đã sử dụng chip tần số vô tuyến để kiểm tra xem có ai lấy mất những thứ này không đó. Đừng có dại dột mà thò mất của họ nha các bạn. Và đừng đi đâu cả nha, những bí mật vẫn còn đang được bật mí lần lượt đây. Thứ 9, chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng. Chắc chắn là các bạn cũng đã biết, thường trong một khách sạn á, vẫn có hay có một cái chiếc tủ lạnh nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh để nước của chúng ta đúng không? Thế nhưng mà hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật mà sau khi nghe xong các bạn sẽ thấy là chẳng thấy cái tủ lạnh nó dễ thương chút xíu nào luôn á. Hãy cẩn thận với những thức uống có trong tủ lạnh đó, bởi vì có khi chúng đã quá hạn rồi cũng nên, hoặc là đã được mở ra rồi. Có một số khách sạn đã đổ nước khác vào những chai nước suối để rồi cho lại vào tủ lạnh cho khách uống để tiết kiệm chi phí đó nha các bạn. Chắc ở đây cũng đã từng có bạn uống những loại nước để trong tủ lạnh này rồi, như tôi đúng không? Và thực sự nha các bạn, lúc mà biết điều này tôi đã cố gắng nhớ lại xem là loại nước mình uống là cái gì đó. Nếu là những lon nước thì khả năng rủi ro thấp hơn một chút, nhưng vẫn có thể bị quá hạn sử dụng đó nha. Và để tránh việc trả tiền nước oan thì các bạn ơi, nhớ kiểm tra cẩn thận trước khi lấy dùng giùm tôi nha. Còn bây giờ cùng tôi đến với góc khuất cuối cùng nào. Thứ 10, nhân viên khách sạn biết nhiều về bạn hơn bạn tưởng. Thực sự chứ, có một cái sự thật, không hẳn bạn là một người hoàn toàn xa lạ khi đến đặt phòng khách sạn đâu nha. Đặc biệt là ở các khách sạn lớn và sang trọng, những nhân viên lễ tân khách sạn lớn có thể đã nghiên cứu sơ lược về hồ sơ của bạn trên các trang mạng xã hội rồi đấy. Ý nghe có vẻ hơi rùng rợn chút xíu ta, nhưng mà thực sự là những cuộc thăm dò trước này đều là để hiểu thêm đôi chút về khách hàng của mình và đưa ra được chiến lược chăm sóc phù hợp nhất mà thôi. Thôi yên tâm ghê, những khách sạn bình dân thì thường không có những chuyện như thế này đâu. Nó chỉ xảy ra ở những khách sạn lớn và thường xuyên đón tiếp những vị khách có tầm cỡ là chủ yếu nha. Tất nhiên là những chuyện như thế này làm sao bạn biết được, đúng không nè? Các bạn thân mến, đến đây thì cũng đã đến lúc kết thúc video ngày hôm nay của tôi rồi. Các bạn đã kiểm chứng tính chân thật của video này đến đâu rồi ta? Những điều này có sự thật là đúng như vậy hay không? Nếu như có chỗ nào các bạn cảm thấy là không đúng lắm thì hãy nhớ comment xuống dưới để mọi người cùng được biết, để mà bàn luận với tụi tôi nha. Các bạn nào muốn tìm hiểu về chủ đề gì cũng đừng ngại mà nhanh tay comment xuống dưới cho tôi được biết với. Đặc biệt là đừng quên like, share và subscribe. Nhớ mở chuông nhận thông báo kênh của tụi mình để không phải bỏ lỡ những điều thú vị nhất các bạn nha. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với tụi tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị sau nha. Bye bye. Những bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào.